Mát thì nấu ăn được, cũng ngon. Vậy anh thích ăn món nào? Ôi vậy là tuyệt vời cho anh quá. Thật sự anh rất là dễ tính. Ăn trong ăn uống anh rất là dễ tính. Cái món mà người ta gọi là ăn mắn, anh có thích không? Ăn mắn, anh có thích không? Dạ, giả sử như anh bị vợ mắng thì anh có vui không? Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Mời nhà trai. Mời anh ngồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nhé. Mời nhà gái. Mình tên là Dương Thị Mỹ Dung. Hôm nay mình 43 tuổi. Mình sinh ra ở Bình Định, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mình đang làm quản lý tài sản. Công ty mình là chuyên về khai thác, xây dựng và vận hành các cái tòa nhà. Mời nhà trai. Vâng, xin chào chương trình, chào tất cả mọi người trong trường quay. Tên tôi là Minh Đường và năm nay mới vượt qua 50. Hiện thì đang sống tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc của mình thì hiện tại đang làm cho một doanh nghiệp nhà nước và liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. Ưu điểm của khuyết điểm nhà gái là gì nào? Em thì có ưu điểm mình nấu ăn ngon, mà khuyết điểm là hơi nóng tính. Thôi mời nhà trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Tự mình thì mình chỉ nhận thấy được có hai cái ưu điểm. Thứ nhất là ăn uống rất là dễ ăn. Cái thứ hai là ra ngoài ăn mặc rất là giản dị. Có thể một cái nữa nó gọi là cái ưu điểm cũng có, một cái khuyết điểm cũng có. Là tại vì mình cái tuổi này rồi, mỗi thứ mình đều biết chút chút ra. À, cái tình trường của nhà trai sao kể cho nhà gái nghe nào. Nói thiệt với Linh là tới cái tuổi này thì cũng đã có gia đình rồi anh Linh. Kết hôn được hơn 20 năm, có đứa con trai. Thì cũng là năm cuối đại học rồi anh Linh. Nhưng không may thì bà xã mình lại bị ông Thành cũng giành giật mất. Mà mình không cách gì mình giành giật lại được. Thì cũng là một sự mất mát rất là đau đớn. Chia buồn với anh vì đó, bà xã mất lâu chưa anh? Cũng gần tròn 2 năm rồi. Thật sự thì cũng là một cái khoảng thời gian là nó hụt hẫng lắm anh Linh. Hy vọng sẽ có thêm một người nữa để có thể hỗ trợ tinh thần giúp cho anh nữa ha. Dạ đúng, cái đó là cái mong mỏi của em. Nãy giờ là thấy nhà gái là lắng nghe và có vẻ rất là xúc động. Bây giờ chị chia sẻ về cái đường tình duyên của chị đi. Mình cũng đơn giản, mình có một mối tình mà quen được một năm á, thì do không hợp tuổi nên không chơi nữa. Vậy là 43 tuổi vẫn chưa có mối tình nào sâu đậm hết chứ? Dạ chưa. Tôi nghe đến điều này tôi phải qua thăm nhà gái chút xíu ha. Xin phép bà mối nha. Dạ chào. Dạ chị. Trời ơi, 43 tuổi còn trẻ hơn rất so với tuổi. Nhưng mà lý do tại sao mình lại đến tuổi này mình mới chợt nhận ra là cần có một người bên cạnh vậy? Lúc trước á, thì mình thấy mình đi một mình á, thì nó thoải mái. Nhưng mà mình đi lâu quá, mình thấy đi mình hoài buồn. Buồn, mệt mỏi lắm. Dạ, và muốn có người đồng hành. Muốn có người đồng hành. Thấy được không chú? Nhìn nhận ra có hơi trễ nhưng cũng chưa trễ lắm. Không trễ lắm đâu anh Linh. Chưa trễ lắm á. Nhà trai qua thăm nhà gái rồi, thì bây giờ nhà gái xin phép đi qua ngó nghía nhà trai. Đúng rồi. Dạ, xin chào một lần. Thấy anh trai thấy không? Gương mặt rất có hậu mà tôi nói dạ, nha rồi. Rất là chung thủy luôn. Yêu nhau 8 năm, ở với nhau đến 20 năm nữa. Một cái chặng đường rất dài. Anh giờ em hỏi cái nè. Ví dụ như bây giờ bên nhà gái người ta chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, chuyện hẹn hò, rồi chưa có kinh nghiệm trong chuyện làm vợ nữa. Rồi anh có ngại không? Không có ngại đâu Ngọc Lan. Với như một cái người đặc biệt chia sẻ nãy giờ thì anh nó ngồi nghe đó, thì cái cuộc sống như vậy đó, người ta tự làm chủ người ta và người ta rất là vững chắc, người ta rất là ok luôn chứ không ngại gì cả. Em hỏi như vậy thôi là em đi về liền, em biết là em cần phải nói cái gì với chị em rồi. Rồi nhà gái mong muốn một cái nửa mảnh ghép của mình như thế nào, cái tiêu chí nào đó, thử mình nói thử xem. Bây giờ chắc 43 tuổi rồi, giờ chắc đợi hưởng sai. Đợi hưởng sai. Linh với kinh nghiệm ông mai mối cũng gần 10 năm rồi, Linh thấy đây là mối này được á. Linh cũng thấy bên nhà gái được á. Bây giờ thử anh nói xem cái tiêu chí tìm một cái người cùng đồng hành với mình thế nào. Như bên đàn gái đó là tuổi 43,
Thì cái kinh nghiệm sống cũng có và cũng đã làm quản lý cả một cái hệ thống như vậy. Thì chỉ cần một cái nhìn đầu tiên thôi, đó là cái tiêu chí đầu tiên, chứ không đặt ra được một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân chút dạ, đi. Dạ đúng rồi, bây giờ em không biết là chị đi với ai ạ? Mình đi với anh trai, với hai đồng nghiệp. Em chào các anh chị. Xin chào bên đàn gái. Mình thì là anh, nhưng mà cũng mong em là tìm được cái duyên của mình. Dạ anh ơi, nhưng mà cho em hỏi là anh có ý kiến gì bên đàn trai để cho thêm một cái động lực để cho chị quyết định không? Anh thấy kẹo này thơm không? thì được đó. Mỗi mối không được mất đền à. Anh ta đi với ai? Thực sự lúc đầu thì có đăng ký đi với thằng con trai anh. Nhưng bây giờ thì nó đang kiểm tra online đó anh, không đi tham dự được bữa nay. Rồi. Đi có một mình anh. Hy vọng rằng con trai sẽ nhận được tin vui nha. Tin nghĩ rằng anh chị gặp nhau sẽ có một cái nhìn thiện cảm tốt đẹp giống như những gì mà nãy giờ là Quỳnh Linh và Ngọc Lan nói. Chúng ta sẽ gặp gỡ nha. Mở rào. Bắt đầu đi anh. Không gian này là của anh đó. Ô, xin chào em. Lần đầu tiên anh gửi tặng em món quà này. Em cũng có cái món quà tặng anh. Cái này rồi, cảm ơn em. Chọn ngẫu nhiên thôi. Anh nghĩ cái này chắc là cái cà vạt. Dạ đúng. Đâu mình mở ra cho anh biết thôi nhé. Một người đàn ông rất tinh tế. Rất đẹp em, mà rất trẻ trung. Dạ. Rất trẻ trung, cảm ơn em. Tao chỉ cầm chị ướm lên cho anh thử xem. Mà anh chị chúng ta cứ thoải mái trao đổi nha. Anh sẽ nói trước. Dạ. Thì cái cảm nhận đầu tiên với em về lứa tuổi 43 tuổi rất chững chạc, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên có một cười rất là cuốn hút. Dạ cảm ơn. Anh chỉ có 3 câu hỏi ngắn thôi. Câu hỏi đầu tiên của anh là em có ngại khi anh lớn tuổi không? Câu thứ hai là em có ngại khi anh có lập gia đình và có thằng con trai? Và cái câu thứ ba anh muốn hỏi một cái cụ thể hơn. Theo em, cái quan niệm về tình yêu sau hôn nhân nó sẽ có màu gì? Em thì không có quan niệm màu gì hết. Trong cái cuộc sống thì không phải tất cả đều phù hợp. Mình phải điều chỉnh. Nếu mà mình điều chỉnh được, mình thấy tiếp tục được thì tiếp tục, không tiếp tục được thì nghỉ chơi. Thì giống như anh đưa ra một cái con số thôi, sẽ cảm nhận được mình nghĩ như thế nào ngay. Mọi người vẫn nói là bây giờ mình vẽ con số 6 và con số 9. Nó vẫn là một con số đó thôi, nhưng mà khi mình đặt ở giữa thì đó là số 6 hay số 9. Vậy thì em đã đứng ở góc độ nào? Em đứng ở góc độ số 6 thì em sẽ nói số 6. Câu đó là câu anh rất mong muốn để nghe tiếng trả lời. Cái câu đầu tiên là em đã thuyết phục anh là mình đứng cái góc độ nào để mình trả lời nó là con số 6 hay số 9. Nếu bây giờ anh đổi vị trí lại, anh vẫn đứng, anh nói đó là con số 6. Nhưng mà khi em qua đây em ngồi thì nó lại là con số 9. Và đó là câu trả lời anh thấy rất tuyệt. Thì như anh lúc nãy cũng mong muốn là sẽ có một cái gì đó xa hơn. Thì em có hai câu hỏi. Thứ nhất là trong các con nè, con trai, con gái, con vợ, anh thích con nào nhất? Riêng anh, con trai, con gái anh đều thích. Nhưng khi nói tới chữ vợ, anh không xài từ con vợ. Thật sự, thì đó là người yêu của mình và người đồng hành với mình chứ không phải là con. Vậy anh thích cái nào nhất? Luôn luôn anh thích cái người đồng hành với mình. Cảm ơn anh đã trả lời. Anh chờ câu hỏi thứ hai. Anh chờ câu hỏi thứ hai. Em á thì nấu ăn được, cũng ngon. Vậy anh thích ăn món nào? Ôi vậy là tuyệt vời cho anh quá. Thật sự anh rất là dễ tính. Ăn trong ăn uống anh rất là dễ tính. Cái món mà người ta gọi là ăn mắm, anh có thích không? Ăn mắm, anh có thích không? Dạ, giả sử như anh bị vợ mắng thì anh có vui không? Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nãy giờ là không biết bao nhiêu ngàn like trong anh tôi rồi. Mắng với trên cái tinh thần xây dựng đúng không em? Mà dạ, mắng đúng. Với tinh thần là mình còn yêu thương người ta.
Ví dụ như anh sao anh nói với em anh đi nhậu 8 giờ anh về mà giờ 10 giờ anh mới về. Đó thì anh thấy sao? Quá yêu luôn. Tại sao người ta lo cho mình đi về sớm? Còn ví dụ như mà tại sao nói 8 giờ về mà giờ 10 giờ chưa thấy về? Anh cà chớn quá. Là lúc đó là sao? Tặng mày, tặng mày. Giải thích sau. Linh rất mong chị hỏi câu này là chừng nào chúng ta có thể đến với nhau được? Anh sẽ trả lời luôn cái câu hỏi của anh Linh. Nếu được thì anh chị xác định trong vòng 1 năm cho tới 2 năm. Cái lý do phải hơn 1 năm là để cho con trai anh nó xong đại học. Nếu tiến tới với nhau được thì 1 năm đó là một cái năm để mình bồi dưỡng vun đắp lại. Nếu mà nói đợi 2 năm á thì em không đợi. Anh không nói cái khoảng thời gian là 2 năm, nhưng mà anh đưa cái mốc thời gian là tối đa 2 năm. Nhưng mà sớm nhất là 1 năm. Là phải 1 năm để con anh nó hoàn tất công việc học hành. Thực ra cái việc đó thì nó cũng tùy thuộc vào cái giai đoạn mình trao đổi, xem là mình có chấp nhận những cái khuyết điểm và mình có bắt kịp được những cái ưu điểm không, thì cái đó là quan trọng. Anh thì nói là ra cái khoảng thời gian là con phải tốt nghiệp, đó là sự chung thủy của người đàn ông, chúng ta trân trọng điều đó. Còn chị tuổi thanh xuân cũng đã qua đó, không có sự chờ đợi đâu đây cả, mà điều gì đến nó sẽ đến. Thì anh xin bổ sung lại cái câu, mình không thể nào mình nói là mình hết tuổi thanh xuân hả? Có thể tuổi thanh xuân của em bắt đầu khi tụi mình có thể hợp nhau và tiến tới sau này gặp nhau nhiều hơn. Thì đó chính là cái tuổi thanh xuân của em bắt đầu. Câu này rất hay. Đúng rồi, nhưng mà con không... Nhưng đối với ảnh thôi. Đúng. Nhưng với chị ấy, có thể một ngày qua là mất đi một tuổi thanh xuân. Đúng. Quan trọng là anh làm thế nào cho bắt đầu sau cuộc gặp chị ấy cảm giác mình thanh xuân. Bây giờ anh có thể bước tới nắm tay chị ấy và hát tặng một bài hát nào với chị ấy, hay hát cùng nhau cũng được. Lên sân khấu này á thì anh không thể hát được. Thật sự vừa nói là cái gì đó, cái giọng của mình nó cũng bị rung. Nhưng mà anh xin phép là anh đọc cái ca từ trong cái bài hát anh rất thích. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đài cát xa hoa, lụa là gấm hoa vàng son. Và câu này thì thêm ba câu đấy là của tự anh đặt ra. Anh đang đi tìm người yêu son sắt chung tình, người luôn sánh bước bên mình, sẽ chia đắng cay ngọt bùi. Vẫn nắm tay nhá, thì Dung hát đi. Nhưng mà này anh nói anh không cần đẹp mà giờ em lỡ đẹp rồi sao? Mà giờ em lỡ đẹp rồi sao? Thật tuyệt vời. Với mình đẹp thì mình đâu bao giờ mình nói cái câu mình lỡ. Không, em biết em đẹp. Không, em biết em đẹp. Xuất sắc chị ơi. Chị Dung hát một bài Dung đi. Hát bài tặng ảnh đi nào. Hát một đoạn. Đúng bài... rồi, một đoạn nào đó. Anh còn nợ em. Hay quá. Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em, và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. Rồi. À, chúng ta về vị trí quyết định thôi, anh chị à. The Great Wave Toshiba. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định chính xác bằng trái tim của mình nha. Quyết định là phải có trách nhiệm với sự quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng anh chị. Nào, sự có mặt của anh chị trên sân khấu ngày hôm nay được sự ủng hộ không chỉ của người nhà mà của cả khán giả, ngay cả cảm xúc của Ngọc Lan, để thấy rằng Ngọc Lan rất lo cho chị. Lan rất là sợ chị không bấm nút, bởi vì em Lan hiểu được cái nỗi lo lắng của người phụ nữ. Cái quá khứ của họ, họ vì sợ một cái cuộc sống nó khổ giống như các anh chị của mình, cho nên là chị quyết định là chị sống một mình và chị không muốn đến với người đàn ông nào hết. Nhưng mà hôm nay thì thật sự gặp anh
cái cảm nhận của em á, thì em lại thấy đây là một cái người đàn ông rất xứng đáng để chị có thể đồng hành cùng. Và em tin rằng là ảnh không có làm cho chị khổ đâu. Chúc anh chị hạnh phúc. À, bây giờ... Chưa kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sang ai vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh thưa với em, rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm và đi theo em, cùng em qua con đường tối đen, đèn đường khuya dù không sáng lên. Đừng là nhé có anh như mặt trời dịu em. Mời nhà trai. Rồi mời lên trai. Dạ. Dạ. Nhà gái bên đây có một cái em bé rất là xinh, cho nên xin phép được mời nhà gái tự giới thiệu về bản thân của mình trước. Dạ. Con xin chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào bạn trai bên kia và toàn thể mọi người ở đây ạ. À, chào. Dạ, em tên là Văn Thị Mỹ Huyền, nickname của em là Jerry. Em sinh 2001, quê của em là ở Long An nhưng mà em sống ở Hồ Chí Minh được 5 năm rồi ạ. Quê Long An là cùng quê đó. Dạ, dạ. Long An là ở đâu? Dạ, Cần Đức. Cần Đức hả? À không, Cần Đức thì hơi xa, nó không có gần. Ngọc Lan là Đức Hòa, Đức Huệ. Dạ, con là Đức Hòa, Đức Huệ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Em đến từ Bến Tre, em 21 tuổi. 21 tuổi hả? Dạ. Ồ, trẻ dữ vậy. Dạ. Là sinh năm 2000. 2000, quá trẻ luôn. Em hiện tại đang làm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn An Khánh. Ở đâu? Bến Tre. Ở Bến Tre luôn. Bến Tre luôn. Cha, hai bạn này về địa hình thì nó hơi trắc trở chút xíu ha. Nhưng mà thôi không sao, để cái chuyện đó chút nữa chúng ta nói tiếp. Bây giờ thì chắc sẽ phải hỏi một chút xíu về cái ưu điểm cũng như nhược điểm của em đi. Công việc của em á là ca sĩ tự do và làm idol livestream, nên là ưu điểm của em là em hát giỏi. Hát rất giỏi. Và nhảy được. Và tính em vui tính. Và cũng dễ hòa đồng. Với lại tính em thích sạch sẽ. Rồi còn nhược điểm? Nhược điểm của em là em rất là nhạy cảm nè, dễ vui, dễ buồn. Với lại là em đi tới đâu là hay bỏ quên đổ đó. Hồi nãy bạn nói là bạn là ca sĩ. Dạ, em vẫn học thanh nhạc và vừa đi hát. Vậy bây giờ mình có thể mình trổ tài một đoạn nào đó để cho mọi người được nghe không? Dạ được ạ. Sau đây em xin hát một đoạn bài Mặt Trời Của Em của Phương Ly ạ. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sang ai vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh thưa với em, rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm và đi theo em, cùng em qua con đường tối đen, đèn đường khuya dù không sáng lên. Đừng là nhé có anh như mặt trời dịu em. Giờ thì cứ thế, người thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mây trời giăng tay che mất anh mình xa vời. Điều gì muốn đến giờ thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ về. Yeah. Anh cảm ơn ạ. Em cảm ơn mọi người ạ. Hay quá. Em trai nghe thấy hát là thấy cười tươi rồi. Được rồi đó. Yeah. Phải rồi đó. Phải. Tức quá, cái trend này thì phải coi mới được. Mình ưu điểm thế nào, khuyết điểm thế nào nói cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm của em thì nói chung thì thích đi phượt. Ưu điểm thích đi phượt. Ưu điểm cái gì á, mình làm tốt trong cuộc sống cái gì nè? Mình giỏi vậy cái gì?
giỏi về công việc. Công việc dạ. Là quản lý khách sạn đó hả? Quản lý khách sạn. À, khách sạn được khoảng nhiêu phòng? Khách sạn có nhiều phòng, khoảng 60. 60, ồ, vậy là giỏi rồi đó. À, vậy là quản lý được. Khách sạn nào vậy cưng? Khách sạn An Khánh chị. Khách sạn An Khánh hả? Bến Tre xa lắm. Bến Tre ngay qua trạm thu phí. Chị hay đi Bến Tre lắm. Dạ. Hôm nào mà con thấy về Ngọc Lan mà vô phòng với ai chụp hình nha, gửi. Trời ơi, trời ơi. Người ta hay đi Bến Tre là người ta tính xin deal để giảm giá phòng. Người ta về người ta ở, người ta đi công tác. Tự nhiên kiếm kỳ cục quá. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu em thì không có. Không có hả? Không. Trời ơi, hoàn hảo luôn hả em? Hảo luôn. Nói chung thì tánh em thì công việc thì hơi nóng tính chút. Hơi nóng tính chút hả? Dạ. Có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình 3 năm. 3 năm? Dạ. Là yêu năm... Yêu năm 18 tuổi. Ủa, 17 tuổi. 17 tuổi yêu rồi. Tại vì yêu tới 20 chia tay hả? Tới 20 chia tay và người đó lấy chồng tới bây giờ là 1 năm. Nhưng mà yêu bạn gái đó bằng tuổi không hơn tuổi? Người đó lớn hơn em. Lớn hơn nhiêu? Lớn hơn 13 tuổi. Lớn hơn 13 tuổi. Lớn 13 tuổi mà sao để tôi đi lấy chồng rồi? Nói chung thì người ta không có muốn cưới mình á, thì mình làm nhiều vô. À, ta không muốn cưới á. Ủa sao mà cái gu em cũng mặn quá hả? Nói chung là duyên nợ mà, nhiều khi mình tuổi tác không quan trọng đâu anh. À. Nhiều khi là mình đến với nhau được là mình thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà giờ em cái cảm giác của em thích yêu người lớn tuổi hay sao? Em thì thích một cô gái giống như kiểu chững chạc, không thích trẻ con lắm. À. Thích một người chững chạc, mình có chững chạc không? Để qua coi ngoại hình coi có chững chạc không rồi, nha. Tao quản lý 60 phòng là dữ lắm nha. Đi ai vô tao dạ, chụp hình chị liền đó. Chững chạc thiệt. Chững chạc mà. Dạ chào chị. Ừ, nói chung là gương mặt rất là đàn ông. Mặt không có xương xương là đàn ông xương xương. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Là không có chững chạc á. Sao giờ gu mình nào giờ là gu chững chạc lớn tuổi mà dạ, bây giờ bên kia em bé bên kia là hơi nhỏ đó, vừa nhỏ con mà vừa nhỏ tuổi nữa. Cái đó đâu sao đâu chị, cái đó về quan trọng là hai người có thương nhau không thôi. Lại là giờ mình đổi gu luôn. Bên kia gì, bên kia nhiêu năm mấy? Bên kia 201. 201 hả? 201. Ừ. Ôi trẻ dữ vậy. Ừ. Ngọc Lan 8 mấy? Ừ. Ngọc Lan 8 mấy. Rồi người ta trẻ con quá rồi có chịu được không? Được chị. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi thấy cười không hả? Dễ thương. Có muốn qua bển coi coi 201 sao trời. Trời ơi sao. Qua bên đó có một điều rất là đặc biệt mà nãy giờ con ém lại con tính hỏi mà chưa hỏi đi đó. Cứ ở đây đi. Để tôi qua đó một mình được rồi. Khám điện thổ. Trời ơi. Kiếm người yêu mà ở một chó. Không biết hỏi sao luôn. 201 hả? Dạ. Trời ơi, xém bằng con thôi. Mấy mối tình rồi? Dạ hai ạ. Người yêu thứ nhất con làm gì? Dạ người yêu thứ nhất con là người Hàn Quốc ạ. Người Hàn Quốc? Dạ. Nhiêu tuổi? Dạ 26 tuổi ạ. Rồi người thứ hai bao nhiêu nữa? Người thứ hai là 24 tuổi. Hai người đứa yêu lâu không con? Dạ một người 6 tháng, một người 4 tháng. Trời đất ơi. Sao chia tay con? Dạ người thứ nhất là tại vì anh đó ảnh về Seoul, ảnh muốn con đi theo nhưng mà lúc đó mẹ con nói là con còn trẻ quá nên mẹ không cho đi nên quyết định chia tay. Đúng còn rồi. Người thứ hai là do không hợp nên chia tay ạ. Thật ra hai mối tình này nó không phải là hai mối tình, nó những mối tình bồng bột đó mà. Dạ. Thành ra có con chó này bầu bạn nó cũng vui đúng không con? Mình giới thiệu sơ về bạn chó đó đi, bạn đó dễ thương lắm từ nãy giờ. Dạ đây là bé Bông ạ. Bé Bông được 1 tháng 10 ngày rồi. Con rất là thương nó, là ở nhà chỉ có con với nó thôi nhưng mà con đi đâu á con cũng ấm theo nó tại vì nó con để ở nhà là nó sẽ la um sùm. Thôi chú qua đi. Qua bạn đi là. Ê, nói vui chứ thật ra mấy đứa nhỏ... Từ từ cảm nhận nha. Nãy giờ thì hai đứa dễ thương lắm. Thật ra mấy đứa còn quá trẻ, quá nhỏ trong tình yêu đi. Bây giờ thì mình nói chút xíu về người yêu lý tưởng con đi.
con muốn người lý tưởng thế nào? Thì con muốn yêu cũng đơn giản lắm, đừng 1m6 trở lên thôi. Bên đây để ướm ướm coi, bên đây 1m57 à. Con 1m57 rồi con ơi. Nó cài cũng chịu được. Trời, ba phân nữa ăn thua gì đâu. Dạ. Không, bạn bên kia rất là dễ thương nha con. Dạ. Có con bông cũng dễ thương. Ngoài cái chiều cao lý tưởng là 1m6 rồi, còn có những cái mẫu hình nó như thế nào nữa không? Mẫu hình thì không có cần thiết đâu, nhưng mà biết quan tâm, biết chia sẻ những công việc nhiều khi áp lực thôi. Hiểu mình là được. Ừ. Dạ. Giờ sao con? Con có cái mẫu hình lý tưởng nào để mà mình kết đôi không? Con thích một bạn trai cũng thích nghệ thuật, nói nhiều và đặc biệt nếu biết chơi đàn thì càng tốt. Cái thứ hai nữa là con thích một con trai cao, trắng. Tại vì đó con quen Hàn Quốc. Chết rồi. Đoạn trường. Trắng thì cũng dễ con ơi, không sao đâu. Dân Bình Đại Bến Tre. Đơn giản lắm. Cao thì có cao. Con chỉ đứng tầm dưới nách thôi, hoặc là hơn nách xíu. Con thích vị trí vậy đó hả? Con, gu con cũng lạ lắm. Nhưng mà con ơi, dạ? hai bạn trai trước là trắng hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Với lại hình mẫu lý tưởng của con là giống với chú Kim Bum. Kim Bum. Tại vì con thích Hàn Quốc ạ. Với lại con cũng biết nói một chút tiếng Hàn. Thật ra là cô nói cho con nghe là cuộc dạ. sống của chúng ta nó muôn màu muôn vẻ. Dạ. Mình phải có nhiều màu sắc để mà cho cái cuộc đời của mình nó tươi, nó vui. Nên là bữa giờ là con trắng không à. Dạ, nên giờ thôi con điểm con. Thêm một vài điểm đen đi. Cho nó có nhiều màu sắc, nó đa dạng. Nhìn nâu xíu cũng được. Nâu, đúng, nâu. Cái nâu. Này nâu dữ lắm. Có nâu. Nâu là có nâu. Gái ơi, trời ơi. Dạ. Tại sao con thích con chó màu đen? Cho chú hay quá. Tại vì là lúc con mua là mấy con chó kia nó hết rồi, nó chỉ đó chỉ còn đúng màu đen, bắt buộc con phải mua. Rồi cuối cùng bắt buộc con phải mua, cuối cùng con cũng thích con bồ con bông. Dạ, chó nhưng mà chó với người nó khác nhau chú ơi. Nếu con người mà đen giống như nó thì thành châu Phi rồi chú, không phải là... Châu Phi thì cũng có cái hay lắm nha. Đặc sắc lắm nha, không phải giỡn đâu. Nhưng mà con cũng không thích châu Phi, tại vì nếu mà châu Phi đối với con là con như là tí hon, người ta như khổng lồ vậy đó. Thì nó dưới nách một chút. Thôi nhưng con không thích. Con rướng rướng lên thì nó cũng tới. Nhưng mà người châu Phi là cái gì cũng to hết nên con... Thôi được rồi ha. Bây giờ mở cái rào ra, hai đứa nhỏ nói chuyện nhau nha. Đừng để con bông nó xen vô chuyện hai đứa. Nó ngủ. Hả? Nó ngủ từ ngủ đầu buổi tới ngủ. Rồi, mở rào. Thôi, hai đứa nhỏ nó cùng hệ nhau nói chuyện nó hợp hơn nè. Ôi trời, dạ em cảm ơn ạ. Em chào anh, anh nhớ xe ô cho nên Yadi Mita. Chào anh, em tên là... Nickname em là Yadi, nhưng mà tên trong em tên Huyền. Nhưng mà em thích người ta gọi em là Yadi, cứ kêu em là Yadi là được. Là gì con? Là cái nickname của con, cái tên mà. Nó có ý nghĩa gì không? Có nghĩa gì không? Yadi là dễ thương. À dễ thương. Rồi con okay. Thấy bên kia có Jerry không? Con không biết. À con chưa biết hả? Cái nước da cỡ này nó được chưa con? Dạ tạm được. Ừ vậy được rồi đó con. Anh có nói nhiều không ạ? Cũng hay nói nhiều. Anh có gia trưởng không ạ? Không. Em không thích con trai gia trưởng. Anh không có gia trưởng. Anh có thích nghệ thuật không ạ? Cũng thích. Thích gì? Hát biểu diễn liền. Nghệ thuật là hát nè, diễn xuất anh nè. Anh thì thích hát nhạc, rap. Lúc trước anh cũng có... À em cũng hát rap được ạ. Nào. Tự tin lên coi. Tự tin lên coi nào. Cuộc sống em đây chỉ toàn màu đen trước khi có anh ở bên cạnh. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu gian nan chỉ mình em thấu trong đêm lạnh. Và ngày anh đến như một tia nắng đã làm tim em chợt rung động. Anh mang yêu thương dung đắp cho em, ngỡ rằng em lấy lại sức sống. Hạnh phúc em trao anh giơ tay với em, mong tình mình nó lâu dài. Vẫn cứ mơ mộng con đường sau này sẽ chỉ có ta, chẳng có ai. Chẳng ai xen vào làm kẻ thứ ba, chẳng ai trở thành một kẻ ngu ngốc. Chẳng ai có thể làm tim anh lay để khỏi khiến em phải bật khóc. Quen nhau qua mạng xã hội, quan tâm chỉ bằng cách nhắn tin. Không ở bên nhau làm sao em biết liệu rằng anh có thật lòng mình. Em không quan trọng về khoảng cách, em chỉ để ý đến anh thôi. Chỉ mong anh là một con người tốt, không đẩy em về nơi tăm tối. Con đường em đi ngập tràn
Quên rồi. Quên à? Cái bài đó thường thường hát đọc liếm. Đọc rap giống như cả bài với cô. Đúng rồi đó, nãy giờ con không biết cái đó là rap luôn. Cái bài đó là... đây nè, con coi nè. Nhưng mà con có thuộc ạ, con phải nhìn điện thoại mới hát được. Thôi, giờ đi chuyển con bông cho... Qua đây. Nhưng mà con không có điện thoại, con không thuộc. Kể nó một đoạn nào đó cũng được. Nào, quan trọng là phong cách thôi. Chờ chút xíu cho cô chủ đi kiếm bồn con. Cái con nhớ lời nhé. Giờ mình làm được gì để mà chứng minh, xong thì làm thế nào cho ta đứng hình. Chắc là cầm lại điện thoại trong thì hiện đại, nhưng mà hai điện có cho bạn nhưng không ai điện lại. Ha, được rồi chú. Yeah. Thấy chưa? Thấy chưa? Nếu mà rap tiếng Hàn được không? Dạ được ạ. Thử liền. Thôi mình hát đi chú, đừng rap chú. Hát tiếng Hàn, đứng lên biểu diễn luôn. Đây. Đi. Trời ơi. Mệt con bông lắm rồi đó. Bông. Ni da ape wa janane ka yo kiyochana no ye islam more de chyo say ye nada buruke nege kako yenapa ne more hana macho mele love is true. Okay. Cảm ơn. Rồi, thôi bây giờ hai đứa trò chuyện đi nào. Dạ. À, quan điểm về tình yêu của mỗi đứa. Quan điểm của em là em thích một chàng trai luôn chia sẻ, quan tâm. Và em không thích một chàng trai suốt ngày chỉ tới ngày công việc mà không quan tâm bạn gái. Bởi vì bạn trai lúc trước của em là khá giống như vậy. Và em không cảm thấy được sự quan tâm nên là em muốn những người sau này em gặp thì sẽ không như vậy. Cái đó thì anh dư sức đủ thời gian anh nhiều mà. Dạ. Nếu như mà em cảm thấy quen khoảng bao lâu mình tiến tới được? Em nghĩ là khoảng 3 năm, 4 năm, ở 4 năm. 4 năm. 4 năm là lúc đó con 24 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ lại em yêu thì yêu nhưng mà cũng muốn tập trung làm việc với lại phát triển sự nghiệp. Tại vì ước mơ của con là làm nghệ thuật. Nếu mà yêu xa gì được không trai? Dạ được anh. Nói đi, nói với bạn gái đi. Được yêu là xa được thì như cần thế nào? Gì? Ừ. Thì em muốn học anh 1 tháng anh lên đây bao nhiêu đi làm? Dạ 1 tháng 1 lần cũng được. À, nhiều hơn được không? Cái đó thì phải sắp xếp thời gian ạ. Tại vì em cũng khá bận. Nếu được thì 2 lần, 3 lần. Hỏi coi em có về Bến Tre không? Hỏi em có thích về Bến Tre không? Không, em thích Cần Thơ. Mặc dù em biết là Bến Tre đó cũng rất là đẹp, nhưng mà em miền Tây là em thích Cần Thơ, Bạc Liêu. Nhưng mà thôi cũng được, Bến Tre cũng chấp nhận. Cô trả con bông cho con. Nãy giờ thấy cảm giác con tim của mình nó sao này? Đập mạnh. Hả? Đập mạnh. Đập mạnh ha. Phái phái rồi. Phái phái rồi. Phải. Lần đầu tiên mình gặp nhau mình phải có một cái chất xúc tác. Dạ. Một cái nắm tay để da chạm da. Dạ, nên dạ. Coi là nó có luồng điện nào nó chạy trong người hay không. Dạ dạ. Gửi vòng cho cô Lan cái đi con. Gửi cái nữa đi con. Trời ơi. Đi lấy chồng kìa. Rồi bây giờ nè. Mình tới mình nắm nhìn tay đi. Bạn gái ha. Rồi mình nói những cái gì cảm xúc từ bạn gái, rồi mình mong muốn điều gì bạn gái đó. Điều 1, 2, 3. Nhìn thẳng vô mắt. Anh thấy tay anh sao? Tám gì nắm, anh cứ... Em không biết nữa, em thấy bình thường. Bình thường. Ờ. Tay em không? Tay của anh nó hơi bị chai á. Đâu, dạch ra coi. Nè, nó bị chai. Ừ, có chai. Mà không sao, quan trọng là nó có ấm áp để con có thể nương tựa được hay không? Tại nó ấm. Thôi được rồi, về vị trí đi. The Great Wave Toshiba. Biết rằng là trong trái tim con bây giờ đập rất là mạnh luôn, đúng không? Thôi mình cứ quyết định theo trái tim của mình thôi. Còn chuyện gì nó đến ha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của ông Mai và bà Mối. 1 có thời gian rồi. Trời, nó tháo luôn cái nút mà thấy chưa, nó bấm nó tháo luôn nút luôn, nó hồi hộp quá. Thật ra đó mình không có trách gì bạn gái cả, chú cũng biết ngay từ đầu rồi là con chưa thấy gì rung động đúng không? Không. Dạ bình thường đó, phải tại vì con chưa thấy ảnh nhiệt tình, tại vì con thích con trai nó nhiều với lại nhiệt tình và vui vẻ mà. Con thấy ảnh cứ kiểu mà sợ anh hiền quá. Hy vọng rằng chúng ta sẽ là những người bạn thật tốt với nhau nha. Dạ. Cảm ơn hai con đã tham gia chương trình.